sáng nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món rất là đặc biệt, đó là món bún bò Huế. Và nó chỉ bán từ 6 giờ sáng cho tới khoảng tầm 8 giờ 30 thôi, bán chỉ 2 tiếng rưỡi thôi. Mà cái điều đặc biệt ở đây nữa là cái món bún bò Huế ở đây là cái không có bảng hiệu, là chỉ có số nhà thôi. Là mình sẽ đọc cho số nhà cho các bạn. Đó là số 25 phường 17 quận Gò Vấp. Bây giờ các bạn theo chân mình nè. Nó mặc dù là trời mưa mà xe rất là đông. Giờ là khoảng tầm khoảng gần 8 giờ mọi người. Đó, là cũng gần hết rồi đó. Đây xe hơi nữa nha. Có mấy cái chiếc xe hơi bên đường đó mọi người, 1-2 chiếc đó là người ta đến ăn bún bò đó. Đây là hai căn luôn à, mọi người, hai căn liền kề luôn nha. Đó, rất là đông. Ngon. Quay cho các bạn xem nè. Ở trong nhà mình đi quay ga nha mọi người, trong nhà mình quay ga đó. Tại bữa hôm nay là trời mưa nên là thường thì dọn là ở ngoài cái hiên này rất là mát, rất là sáng, mà hôm nay là trời mưa nên là đem vô trong hết. Đây đó, phía trước mình là ở ngoài, để một chút mình quay ở ngoài vivo cho mọi người xem. Đứng đâu ở ngoài nè, mình vivo cho mọi người xem nè. Đó, mà trời hôm nay thì nó trời mưa âm mưu quá thì quay nhiều khi nó hơi tối một chút, mọi người thông cảm. Đó, à, rất là đông. Giá nè mọi người. Đó. Thấy không? Tiền rau nè mọi người. Đây một gà, một gà mới có. Cái này một
Cái này là bắp hả chị? Cái này là bắp, răng chín chả. Lớn nhỏ lớn bút ra. Thịt rất là tươi nha. Rất là tươi nha mọi người. Đây là cái nồi nước lèo. Nước lèo không chị, này cái nước lèo không chị? Nước lèo. Ba lá không nhiều. Nước trong là nó gồm gì, cái gì hả chị? Cái xả với gì? Nước thịt, nước xương đúng không? À đây. Đó. Nước xương cái mình ấy là gì đó. Cô chủ là rất là vui vẻ nha mọi người, nhiệt tình lắm, vui vẻ lắm. Kệ đó tao, giờ sống đẹp gì 50 tuổi rồi, cho chồng thoải mái. Sao bay đưa cho ông Minh đây? Cái vậy đó của Minh mà. Ở vậy đưa lớn nó cho Minh lại đi. Chị, cái này là bún bò Huế, mình là gốc Huế luôn hả chị? Chị người Huế em. Chị người Huế luôn. Ủa sao nói vô lại lâu rồi, nói tiếng tiếng miền Nam nghe không? Chị nói tiếng Huế được chứ, nhưng mà phải đúng trong gia đình thì nói. À, dạ. Mình bán là bao lâu rồi chị? 15 năm. 15 năm nha mọi người. Bán ở đây là 15 năm luôn hả chị? 15 năm em ở đây luôn. Ở nhà chị ở đây luôn. Đường này muốn mặt bằng chắc chắn. À, là chị này bán là chỉ có một cái chỗ đây là 15 năm luôn nha mọi người. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Chị bán 6 giờ, trung bình đến 8 giờ hết. 6 giờ tới 8 giờ, chỉ có 2 tiếng thôi mọi người. Ở buổi chiều chị có bán gì thêm không chị? Chị sửa soạn là chỉ từ 6 giờ cho tới 8 giờ sáng thôi, 2 tiếng. Ủa cái bảng hiệu ở trước đó chị, sao không có làm bảng hiệu cho dễ nhìn? Chị bán quen. À, bán quen. Chị này nói là bán quen rồi, 15 năm rồi, không giờ không có cần tới bảng hiệu nữa. À. Bán tài tử. Rồi.
Hồi sáng là em tính đi sớm rồi đó, mà sáng mưa quá em đợi. Ờ, sáng sạc. Này chứ đúng 2 giờ này là cũng sắp sửa ha. Dạ dạ. Phải không bà hả? Mình bán 15 năm là có gia truyền hay là không, hay là em tự dạ. Là có nhưng mà nhà chị người mới rồi. À. Thấy má nấu rồi. Bắt trước má thôi. À. Ở quá. Khi mỗi lần mình đi ra mình mới tìm, ra mình tìm hiểu rồi ha, tìm hiểu rồi. À. Chắc hồi mới bán cũng hơi. Nói chung là mình bán ở đây á là mình bán mình để mình cố gắng ví dụ như hiếm quá thì mình gán chọn lọc bán bảo đảm sức khỏe cho người dân địa bàn. Có cái tâm huyết tí xíu. À. Ngon thì ngon, ngon tính sâu. Dạ. Ngon ngon mình tính sâu đi, giờ mình chủ yếu mình lựa thực phẩm rồi cho sạch sẽ. Dạ. Đây lao động. Dạ. Là cố gắng có đủ sức khỏe bán phục vụ được chừng nào hay chừng đó. Dạ. Chị cũng tài tử vô đó. Bán mà có duyên quá. Em không biết đâu, tại vì nhiều khi mình dùng cái tâm mình vô là khách hàng nó thương. Dạ đúng rồi. Đó mọi người nghe cái cô chủ này chia sẻ không? Đó. Làm nhiều khi khách mà như vậy mình cũng không cũng chị làm như vậy, khách như vậy tới mình cũng đỡ mệt đúng không? Nhiều người quen rồi cái cũng như người trong nhà vậy đó. Đó, như à. Nhà đây nè. Mấy người trong dạ. Nhà ăn á, nhiều em đó, như em đó là ăn tháng chắc 29 ngày. Tháng 29 ngày. Chị có tương đối có mấy khách là ăn tháng 29 ngày. Bây giờ nói cho ta. Chị đã nói là có khi là khách là một tháng là ăn hết 29 ngày đó mọi người. À. Bán nguyên tuần luôn hả chị? Chị ít nghỉ lắm. Ít nghỉ. Bán từ thứ hai cho tới chủ nhật, từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Ở đây mình được con cái là cái không gian cũng ngấy, cũng dài cũng rộng thoáng nữa. À, hôm nay trời mưa là đem vô đó. Các bạn tới đây là cô chủ là tự tay làm luôn nha. Em biết không, nhiều khi mình buôn bán mình quý khách hàng là mình tự nhiều khi mình giao mình không yên tâm. Dạ đúng rồi. Nhiều khi chị cũng mệt mỏi lắm nhưng mà không yên tâm. Dạ. Số lượng mà khách mua đem về nhiều không chị? Mình một ngày chị có 100 tô mang về á. 100 phần đem về. Đó mọi người nghe không? Là 100 phần đem về nha mọi người.
chị biết bún bò của ở đây lâu chưa chị? Nói thật với em là chị đến đây mở nhà cho chị Cúc á, chị Trúc á, dạ. Từ năm 2010 là chị đã thấy rồi, mỗi dạ. Năm khác rồi. Dạ. Mỗi lần chị muốn ăn đó là phải nói với chị tối hôm nay là mai đi. À, vậy là phải dặn trước. À, nhiều khi mình đi trễ mình còn ha chị. Ừ. Dạ. Ví dụ như sau 8 giờ, bây giờ không phải, ví dụ như sau 8 giờ là chị không dám dẫn người nhà tới đây nữa. À, chị thấy rồi cái hương vị nó có đổi gì không chị? Không, không đổi. Cũng vậy luôn. Còn giá thì sao chị? Giá cá thì hợp lý, tại vì là ở đây là chị thấy là rất là sạch sẽ. Dạ. À, những cái đũa này là những cái này là làm là chỉ rửa vệ sinh sạch, xong rồi bắt đầu là trùng nước sôi. Dạ. Vệ sinh sạch sẽ. À. Cái thịt là thịt tươi không? À. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị. Mưa chứ không ngồi ngoài đây đông nè không ạ. Dạ. Quen có trường yêu. À. Gì ăn đây không có là thôi, nó tắt nhiều trường. Dạ. Tức là nhiều người vào đến lạ mà chế người ta lạ. Dạ. Mình tới phần là mình ăn. Rồi, nước sôi luôn. Được không? Dạ. Ăn đâu? Ngon. Cái đó là kêu cái gì chú? Xí quách. Xí quách. Xí quách nè mọi người ơi. Xí quách bò đó. Mềm. Bò lắm. Cái này rất ngọt lắm à. Ngọt. Ngon luôn á. Xịt luôn á. Mấy kêu một câu nè mọi người. Thấy không? Hấp dẫn không? Em quay xem cho mọi người xem nha. Nói không mọi người, chưa tới 8 giờ đã là hết rồi đó. Đó, mọi người đang dọn vô đó. À. Dọn từ từ rồi đó. Tô bún của mình nè, đó. Nước nè, rất là trong. Thấy không? Trong lắm. Cọng bún ở đây thì nó khác với bún chỗ khác, là cọng bún thì nó nhỏ, dễ ăn lắm. Cái hồi mình bán là cách đây 15 năm là cái giá nó là bao nhiêu chị? Hồi đầu tiên giá là bao nhiêu? 8.000 một tô. Dạ. À. Hồi chị bán lần đầu tiên là 8.000 một tô nghe mọi người. Bây giờ là 15 năm rồi. Đó.